Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê đã chính thức ra mắt cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp thuế tại Việt Nam. Như vậy là dù không có hiện diện ở Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài vẫn có thể nộp thuế với những doanh thu phát sinh. Theo Bộ Tài chính, tính đến năm 2021, có khoảng 5.000 tỷ đồng là số thu thuế qua các nền tảng xuyên biên giới, trong đó Facebook và Google mỗi bên nộp hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với hoạt động thực tế của các nền tảng này tại Việt Nam. Thương mại điện tử của chúng ta được đánh giá như năm 2020 là thương mại điện tử khoảng độ 11,8 tỷ đô la Mỹ, thì nó tương đương với khoảng độ trên 256 ngàn tỷ đồng Việt Nam. Thế thì đòi hỏi nói có thể phải quản lý và thu cái số thuế này, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Thu thuế về chuyển đổi số là một cái yêu cầu tất yếu mà buộc chúng ta phải nâng cao, là phải xây dựng được cái cổng thông tin và mở tài khoản được cho người nộp thuế xuyên biên giới, tức là cả cái doanh nghiệp nước ngoài, người ta kê khai và người ta nộp thuế. Việc hoàn thành cổng thông tin điện tử http://etacvietnam.gdt.gov.vn, nhà cung cấp nước ngoài có thể đăng nhập và kê khai thuế. Sau khi kê khai thuế hoàn tất, người nộp thuế sẽ nhận được email xác nhận nộp tờ khai và hướng dẫn nộp thuế với mức thuế và số tiền thuế phải nộp. Việc công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cho thấy việc khởi động một cơ chế quản lý thuế mới đối với hoạt động thương mại của đối tượng không cư trú. Cổng thông tin điện tử tạo điều kiện cho nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Việt Nam. Tổng cục thuế cho biết, việc tăng cường các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế sẽ thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tại Đà Nẵng, trong 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động thương mại điện tử cũng bùng nổ, số thu thuế cũng tăng theo. Hiện Cục Thuế thành phố đang quản lý 241 doanh nghiệp, 163 hộ cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Năm 2021, các đơn vị này đã nộp vào ngân sách địa phương hơn 35 tỷ 300 triệu đồng. Thế rồi quan tâm đến những cái lĩnh vực mà đẩy mạnh cái công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực còn có nhiều rủi ro như khu vực kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà và đặc biệt là cái triển khai quản lý thu thuế trên cái giác độ trên lĩnh vực là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới. Thì năm 2021 cũng đã triển khai và đạt được những kết quả nhất định, thì năm 2022 tiếp tục. Để quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, Cục Thuế Đà Nẵng đã chia thành 5 nhóm theo lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, ngành thuế đã quản lý và tiếp tục rà soát để quản lý các cá nhân và tổ chức có doanh thu từ Google, Facebook, Apple, nhóm bán hàng trực tuyến có địa chỉ đã và đang được rà soát để quản lý. Nhóm cá nhân tổ chức cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng đã rà soát và xác minh. Các cá nhân tổ chức chi trả các dịch vụ điện tử cho nhà thầu nước ngoài, nhóm tổ chức quản lý, vận hành sàn thương mại điện tử, ứng dụng trung gian thanh toán, ứng dụng vận chuyển, v.v.